Jadoo, Mimi, Baby ơi. À, gì tới chơi? Các con đều ở đây hết sao? Ôi trời ơi, bên ngoài lạnh như vậy em tới chơi là được rồi. Còn mày đặt mang theo cái gì nữa? Đồ ăn giặt cho bọn trẻ với mấy thứ linh tinh thôi mà. Lúc nào gì cũng là tốt nhất. Mua kem nữa. Nãy cái đứa này suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Này không có mẹ. Sáng mai em sẽ đi tàu về có đúng không? Dạ, đi chuyến 10 giờ sáng. À đúng rồi, Jadoo đang được nghỉ nè. Chị định chừng nào sắp xếp đi thăm mẹ đây? Chán ghê, Mimi với Baby đang bị cảm rồi. Chị định sau khi tụi nó khỏe hẳn rồi mới đi thăm mẹ. Thật hả chị? Nếu vậy thì sáng ngày mai em sẽ dẫn Jadoo đi chung với em luôn. Trước sau gì nó cũng sẽ đi mà. Mẹ ơi, con đi với dì nha. Mẹ chưa biết nữa con. Lỡ nó gây phiền phức cho em thì sao? Phiền phức gì đâu chị. Jadoo à, ngày mai con theo dì về thăm bà ngoại trước có chịu không nè? Dạ con thích lắm dì ơi. Mẹ ơi, tụi con cũng muốn được đi chung với dì nữa. Quán không? Hãy đưa ở nhà chơi cho mẹ đỡ buồn đi nha. Cái con bé này. Đau quá. Chúng ta đang rời ga kìa. Đây. Ngon quá đi dì ơi. Ba ngoại ơi. Con nhớ bà ngoại quá. Chắc dì cháu đi mệt lắm rồi hả? Dạ. Bà ngoại ơi, con đói bụng rồi. Trên tàu con ăn quá trời rồi mà vẫn còn đói hả? Nhưng bây giờ bà phải đi cho bò ăn đã. Con vô nhà thay quần áo trước đi nghe. Dạ. Nhà của bà ấm quá đi. Không có mẹ càm ràm, không có em nghịch phá, đúng là thiên đường mà. Jadoo à, con mau ra đây một chút đi con. Dạ. Bà chuẩn bị đi làm cơm nên không thể quét tuyết ngoài sân được. Con đã quét giúp bà được không? Dạ. Ăn cơm xong rồi con làm có được không? Bây giờ con vẫn còn mệt lắm bà ơi. Nếu mặt trời lặn, số tuyết này sẽ bị đóng băng lại. Nó rất dễ làm con bị trượt té rồi. Dạ. Sao mà sân nhà bà ngoại lại rộng quá vậy không biết? Jadoo à, con quét xong chưa? Dạ xong rồi ngoại ơi. Ôi trời, công nhận con quét sạch quá trời. Mà sao con không nhân tiện quét luôn con đường? Chỉ cần quét xích lên xíu là được rồi. Dạ. Mau lên, mặt trời sắp lặn rồi đó con. Jadoo à, con đói lắm phải không? Lại để ăn nhanh đi con. Dạ. Đây là gì vậy ngoại? Dừa tỏi muối nhìn ngon lắm đúng không? Món này là do tự tay bà làm đó. Nhưng mà con không ăn tỏi được ngoại ơi. Bà chiên trứng hay là cho con ít rong biển đi. Con bé này hư quá. Sao con dám chê bai đồ ăn trước mặt người làm ra nó vậy? Nhưng mà bây giờ con đang đói lắm ngoại ơi. Ở đây có đủ đồ ăn cho con. Nếu muốn ăn thêm cứ nói với bà nghe không? Nhưng mà không phải món này. Bà cho con rong biển đi. Với lại chỉ mất mấy giây để chiên trứng thôi mà. Gì? Thái độ của con như vậy hả? Nếu không muốn ăn thì đừng ăn nữa. Học ở đâu cái thói chê bai đồ ăn không biết. Mẹ ơi, con vẫn chưa ăn á bà ngoại ơi. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Jadoo à, mau mang củi vô đây cho ngoại. Dạ. Jadoo à, mau ra chuồng bò dọn phân cho bà. Giúp bà mở cái nắp nồi này đi Jadoo. Jadoo à. Ê, rồi chúng ta ăn cơm thôi. Mẹ ơi, chừng nào mẹ mới về? Mimi với Baby vẫn chưa hết bệnh nữa hả mẹ? Đúng vậy, hai em của con vẫn chưa được khỏe. Chắc tuần sau mẹ mới về được. Tuần sau lận hả? Không phải là con đang rất vui vì được thoải mái hay sao hả? Đâu có ai cằn nhằn kêu con học bài. Cư xử cho đàng hoàng, nhớ là nghe lời bà ngoại đó nghe chưa? Mẹ ơi, con nói mẹ nghe nè. Con cảm thấy là bà ngoại có gì đó hơi kỳ kỳ á mẹ. Vậy? Con thấy là bà không giống với lần trước cho lắm. Alo, mẹ ơi, mẹ có nghe con nói không? Con gọi điện cho mẹ con phải không? Con có biết điện thoại đường dài tốn phí như thế nào không? Bà kêu con đi rửa nồi cơm sao còn chưa rửa? tay của mình lạnh quá đi. Làm sao mà rửa hoài vẫn chưa sạch vậy chứ. Jadoo à, con có làm sao không vậy? Bà chỉ kêu con rửa nồi thôi, sao con lại bày trò gì nữa vậy? Con đâu có bày trò gì đâu ngoại ơi. Con điên rủa, tự nhiên con nhỏ từ trần nhà rơi xuống làm con hết hồn. Ở nhà con cũng cư xử với mẹ con như vậy đúng không? Đúng là hết nói nổi. Cứng đầu như vậy thì không thể dạy dỗ bằng lời. Vào đưa chân con ra đây. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi mà. Con hãy tự hối lỗi đi. Hôm nay nhịn đói. Mẹ à. Mẹ ơi. Jadoo à. Con nhỏ nên mình mới hết hồn là bể đồ mà. Jadoo, Jadoo à, con đã dậy chưa? Ra ăn sáng nè con. Mẹ ơi, con sợ lắm. Quý hành khách vui lòng cho kiểm tra vé tàu. Làm phiền cho xem vé tàu của anh. Hả? Xin anh chọn chút. Tôi lấy vé liền đây. Cô bé kia, trong lúc kiểm tra vé tàu không được chạy lung tung. Dạ. Con bé kia chạy đi đâu? Mau đưa vé tàu cho chú kiểm tra. Mau đứng lại. Ôi trời ơi, đứa yếu gì vậy? Con bé đó nó trốn ở đâu rồi? Cái con nhóc lấu cá này. Anh ơi, anh có thấy một đứa nhỏ chạy ngang qua đây không? À, anh hỏi đứa bé có bím tóc đúng không? Tôi thấy nó chạy qua bên kia kìa. Con nhóc xấu xa. Chú cảnh cáo lần cuối. Ngoan ngoãn đứng yên đó cho chú. Chú ơi chú, coi chừng đằng sau lưng chú kìa. Anh không sao chứ. Đói bụng quá đi. Từ sáng tới giờ mình chưa ăn cái gì hết rồi. Ê, để coi coi. Có bánh mật ong. Ôi trời ơi, bánh gì cứng quá. Hơn là vẫn còn mấy quả trứng. Không ngon chút nào. Xin chào, mực nướng, hạt dẻ rang đóng đi, trứng luộc đây. Mọi người muốn ăn gì hãy nói với tôi nha. Mực ngon, hạt dẻ nóng, trứng luộc. Xin mời, đảm bảo ngon lắm. Anh ơi, cho tôi một phần mực nướng đi. À, con ngay, của quý khách đây. Anh ơi, làm ơn cho tôi một trứng luộc. Cho tôi một trứng luôn đi. Dạ đây, trứng của quý khách đây. Chúng ta đập trứng bằng đầu nha. Nghe có vẻ vui đó nha. Như vậy là sao? Ủa sao kỳ vậy? Sống cho tôi. Trả tiền đây. Nói trứng luộc mà bán sống là sao? Cái này khô quá đi, mình muốn uống nước. Dạ. Mẹ nói cái gì vậy? Jadoo mất tích sao? Từ sáng tới giờ mẹ kiếm khắp nơi rồi mà không tìm thấy con bé. Chúng ta làm gì bây giờ? Từ sáng tới giờ lẫn hả? Có lẽ cả ngày nay con bé chưa được ăn gì đâu. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Con đã tự về nhà một mình luôn hả con? No căng bụng luôn. Cái con bé này, có thật là con đã nhịn đói cả ngày hay không hả? Bà ngoại cứ lo là con đã gặp phải chuyện gì rất khủng khiếp rồi. Không đâu, cho dù con có thật sự biến mất thì bà ngoại cũng không có quan tâm đâu mẹ ơi. Cái con bé này, sao con lại nói bà ngoại như vậy hả? Mà mẹ không biết là con đã chịu đựng những chuyện gì đâu. Mấy ngày nay vừa làm việc nhà, vừa ăn vừa tỏi muối, mà con có ăn được đâu. Ủa? Được rồi, như vậy cũng yên tâm. Nhưng mà suốt ngày cứ phải coi chừng nó vậy, con thấy mệt không? Con bé vừa nằm xuống nệm là lăn ra ngủ liền luôn. Mà con gái à, mẹ nghĩ mẹ đã quá khắc nghiệt trong việc trừng trị con bé theo yêu cầu của con rồi. Mẹ ơi, không sao đâu. Chỉ cần đảm bảo con bé không chạy trốn là được. Cứ sai nó làm việc tùy ý đi mẹ. Con phải dùng kỳ nghỉ này để sửa cái tính xấu của con bé mới được. Mẹ sáng giúp con nha mẹ. Được thôi, mẹ biết rồi. Con ra sân chơi đây. Vệ sinh ở sân chơi hay sao? Nhìn dơ quá đi à. Xin chào. Rất vui được gặp bạn. Cô bé nhát nhát này là ai vậy? Ơi, chào bạn. Bạn chơi một mình á? Để mình đẩy răng á. Ê, không cần đâu, mình tự đẩy được rồi. Cứ để mình đẩy ra. Như vậy sẽ chơi vui hơn. Mà bạn tên gì? Gia đình mình nói chuyện tới. Mẹ ơi! Ủa, Barbie à, có chuyện gì vậy con? Mẹ ơi, nhanh lên, con phải đi tắm ngay bây giờ. Ở ngoài sân chơi có một cô bé dơ ơi là dơ luôn, đụng vào người con đó mẹ. Nghe con nói thì chắc là chơi không có được vui rồi. Nè, quần áo sạch đây. Thiệt là, sao thằng bé lại như vậy? Nó khác một trời một vực với con bé Jadoo luôn. Thì sao chứ? Đã ra sân chơi thì ai mà không bị dơ hả mẹ? Chuyện đó thì mẹ biết. Nhiều khi đã về đến nhà mà con còn làm biếng không chịu đi tắm nữa kìa. Thậm chí nếu mẹ không nhắc thì con không thèm thay vớ và đồ lót luôn. Trời ơi, nước lạnh quá đi mẹ ơi. Chị hai, chị Mai dọn phòng đi. Phòng của chị bừa bộn quá à. Em đang nói cái gì vậy? Chị thấy sạch quá bồ rồi. Tôi ghê quá đi. Chị mau tránh ra đi, em dọn cho. Thánh sạch sẽ có khác ha. Em thích thì em cứ thoải mái dọn đi, chị sẽ không quan tâm. Rồi em sẽ độc thân cả đời cho mà coi. Con gái thường không thích những chàng trai quá sạch sẽ và tỉ mỉ như vậy đâu. Em cũng không thèm lấy người nào ở dây giống như chị hai đâu. Em nói cái gì chứ? Barbie, con đang ở đây hả? Ôi trời, con đang dọn dẹp hả? Đúng là đứa bé ngoan nha. Con trai của chị đáng yêu thiệt luôn đó. Barbie à, con mau ra đây đi, có bạn đến chơi nè. Bạn của con sao? Bạn ấy là hàng xóm mới của chúng ta đó con. Hai đứa con cùng tuổi với nhau, hãy làm quen với nhau đi. Ôi chết, tôi xin lỗi, con bé làm dơ hết nhà của chị rồi. Không sao đâu chị, chúng tôi có thể dọn dẹp lại được mà. Con gái lớn của tôi giỏi giang lắm, chị cứ để đó, nó sẽ dọn dẹp hết cho. Con là Choi Jadoo, chị lớn của hai đứa em, rất hân hạnh được biết bác. Em rất biết cách chơi có đúng không? Hãy chăm sóc cho em trai của chị nha. Dạ. Chăm sóc cái gì chứ? Em có phải là con nít đâu. Em đúng là con nít còn gì nữa. Bây giờ chúng ta ra ngoài sân chơi đi. Tay của bạn dao quá đi. Con bị sao vậy hả Barbie? Sao bạn cứ bám theo mình hoài vậy? Đi chỗ khác đi. Tụi mình chơi bóng chuyền được không? Không được. Bạn mà đụng vô bóng của mình là sẽ dơ đó. Mình sạch rồi nè. Mình không muốn chơi với bạn. Vậy chúng ta cùng đi tắm đi. Sau đó mình cùng chơi được không? Mình không thích. Sao bạn vẫn không chịu hiểu vậy? Tắm rồi cũng không có ích lợi gì đâu. Nghe đây, bạn dơ quá cho nên mình rất ghét bạn. Đừng bao giờ đến nhà của mình chơi nữa. Bạn nghe rõ không? Mẹ ơi, mẹ đừng cho bạn ấy vào nhà mình nữa có được không? Con trai, con đang nói ai vậy? Thì cô bạn mới chuyển tới đó. Con không thích bạn ấy vào nhà của mình chơi đâu mẹ ơi. Sao vậy? Sao hai đứa cãi nhau vậy? Dạ không phải đâu ba. Chỉ tại bạn ấy ở dơ quá thôi. Để bạn ấy vô nhà của mình, bạn ấy sẽ làm dơ hết cho mà coi. Barbie à, nét đẹp từ bên trong mới là giá trị thật sự của một con người. Đâu phải ai cũng như mẹ của con, đẹp cả nết lẫn cả cười, hiếm gặp lắm đó con à. Sao cũng được, nhưng nói chung là con không thích bạn ấy đâu. Wow, đáng yêu quá đây. Nhìn đi kìa, Barbie của chúng ta đã lớn, đã tới tuổi đi nhà trẻ rồi. Đúng là nhanh thiệt đó. Mới ngày nào chị còn phải giúp mẹ thay tã và cõng em đi chơi khắp làng khắp xóm. Mimi à, em còn nhớ không? Tất nhiên rồi. Ôi trời đất ơi, con nói mà cứ như thiệt. Ai mà tin con được hả Jadoo? Con không chỉ lấy mất thời gian quý báu của mẹ, mà còn không bao giờ chăm sóc em giùm mẹ nữa. Con có biết là mẹ phải tốn biết bao nhiêu tiền để đền bù thiệt hại con gây ra hay không hả? Sao mẹ lại như vậy chứ? Trong ngày quan trọng như vậy mà cứ nhắc tới chuyện cũ hoài. Mẹ ơi, mẹ nhìn nè, tay áo của con bị dơ hết rồi. Được rồi, để mẹ giặt sạch cho con nha. Bệnh sạch sẽ lại nhập vào em ấy nữa rồi kìa. Cứ như vậy thì em ấy sẽ khó hòa nhập ở trường lắm. Chuẩn không cần chỉnh. Các em ơi, hôm nay chúng ta có một chuyến đi ngoại khóa. Và lớp mình cũng sẽ có thêm một bạn học mới nữa đó. Dễ thương quá à. Tặng bạn nè. Những bông hoa xinh đẹp này giống y như bạn vậy đó. Vậy hả? Cảm ơn bạn. À mà Gina nè, bạn có muốn qua nhà mình chơi không? Sao? Bạn nói thật chứ? Mình có thể qua chơi. Mong là bạn sẽ tới. Mình biết rồi. Thưa mẹ, con đi học mới về. Chào em trai. Như vậy chắc là được rồi ha. Em sạch sẽ hơn mức bình thường rồi đó. Có người nào đặc biệt sẽ tới hay sao? Dạ, trong lớp em có một bạn rất là dễ thương mới chuyển tới, cho nên em mà bạn ấy qua nhà mình chơi đó. Cần gì phải vậy? Thế nào các bạn cũng sẽ làm mọi thứ bừa bộn lên hết cho coi. Là con gái hả? Có xinh không? Tất nhiên rồi. Bạn ấy còn dễ thương hơn các chị và mẹ cộng lại nữa đó. Em nói cái gì? Giang ghe bạn ấy tới rồi. Mình ra liền đây Gina ơi. Cái thằng này thiệt là. Chào mừng bạn tới nhà của mình Gina. Chào bạn Giang ghe. Xin lỗi vì mình bận một chút xíu nên hơi trễ. Qua cô bé này xinh ghê á. Không gì đâu, bạn tới là vui rồi. Mời bạn vô nhà mình chơi. Hả? Có thật là mình được vào không? Ừ, tất nhiên là được rồi. Mình còn dọn nhà sạch sẽ để đón bạn nữa đó. Bạn mau vào đi. Thật không hổ danh là thánh sạch sẽ. Hả? Ý của bạn là sao China? Lần trước bạn cấm mình không được đến nhà bạn chơi mà. Bạn còn nói mình là đồ ở dơ nữa đó. Bộ bạn không nhớ sao? Không thể nào. Bây giờ bạn đã nhớ ra chưa? Sao lại có chuyện đó được? Là các bạn của trường mình. Chào China, xin lỗi đã tới trễ nha. Sao bạn đi nhanh quá à? Không chờ tụi mình gì hết vậy? Ủa, Sungi, chào bạn. Nghe nói bạn mời tụi mình tới nhà bạn chơi đúng không? Mình mời hồi nào? Thôi chết rồi. Em không sao chứ. Qua, có xe đạp nè. Xe đạp của mình. Các bạn mau tránh ra. Trả lại xe cho mình. Mình nói là đúng rồi mà. Trả lại đây. Đứng lại đó. China, giờ bạn muốn làm gì? Có muốn vô trong nhà chơi không? Thôi đi, chơi ở ngoài vườn vui hơn. Không sao, chơi ở ngoài vườn hay trong nhà đều được hết. Wow. Các bạn ơi, chúng ta cùng ăn thôi. Nhìn ngon quá đi. Vui quá, vui quá. Đúng rồi đó. Nhà bạn nói chuyện. Hôm nay chơi vui thiệt ha. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai. Cảm ơn nhiều nha Sungi. China, qua nhà mình chơi tiếp đi. Tụi mình sẽ cùng ăn đá bào. Em vẫn ổn chứ Barbie? Ý chị là sao? Nhìn em mắc cười quá chứ sao. Xin chào cả lớp, các em đã hoàn thành thời gian biểu hàng ngày của mình rồi có đúng không nè? Để cô xem thử nha. Lee Yoon Suk, Don Don. Ôi trời ơi, xem bài làm của Minji nè. Em trang trí bài tập đẹp quá à. Minji đúng là luôn biết cách để tạo ra những thứ đáng yêu. Ủa, cái này là gì? Trời Jadoo, em có gì để giải thích với cô không? Cô đã nói là làm thời gian biểu mà em nộp cái gì cho cô vậy hả? Dạ thưa cô, mỗi ngày của chúng ta đều khác nhau nên việc lập thời gian biểu không có ích gì đâu. Với lại trước giờ em chưa từng muốn lập kế hoạch cho cuộc đời của mình. Hình như là năm ngoái cô cũng đã nghe em nói câu này thì phải. Và năm ngoái cũng vì lý do này em bị điểm kém. Về nhà làm lại mai nộp cho cô. Nghe rõ chưa? Dạ rõ. Tên mình là Jadoo. Anh ơi, tới giờ đi làm rồi. Anh biết rồi. Rồi Jadoo, dậy đi học nhanh lên. Sao mình thấy uể oải quá vậy? Mimi, cô đang làm cái gì vậy? Sao còn chưa dọn giường ngủ nữa? Ây cha, con không chịu dậy à? Trời ơi, trễ quá rồi. Anh đi làm cho bà xã. Đáng làm thì về nhà sớm, nó biết chưa? Quyển này nè, đồ quyển này nữa. Sách vở đã xong rồi. Jadoo ơi, mình đi học thôi. Chờ một chút, mình ra liền. Chị Minji đến rồi kìa. Em chào chị. Chị Minji buổi sáng tốt lành. Hôm nay hai đứa có ngoan không? Đi học thôi Minji. Con không để quên gì chứ Jadoo. Đúng rồi mẹ ha. Cho con tiền đi, ngày mai có hội trồng hoa nên hôm nay phải mua một cây mang tới. Sao năm nào cũng có hội trồng hoa hết vậy không biết. Đây nè, 1.500 won đủ chưa? Nhiều đó không đủ đâu mẹ ơi. Ít nhất mẹ cũng phải cho con 2.000 won mới được. Tiền ở đâu ra mà cho 2.000 won hả? Con là học sinh nên người ta sẽ giảm giá cho con thôi. 1.500 won là đủ rồi con à. Nè, sao hả? Con lấy hay không? Trời Jadoo, con đang làm cái gì vậy hả? Chạy lâu lên. Trời Jadoo, con đứng lại đây cho mẹ. Jadoo nè, bạn định mua một cây hoa mắc tiền đến vậy á hả? Cửa hàng hoa bên này, sao bạn lại đi qua bên đó chi vậy? Cứ theo mình đi. Ôi trời mình với. Bây giờ mỗi lần xin tiền của mẹ khó khăn lắm. Cho nên mình sẽ giữ tiền và tìm một cây hoa khác. Bây giờ vẫn chưa lạnh lắm, đáng lẽ phải có nhiều hoa chứ. Trên kia có một cây kìa. Chị tới đây. Thêm một chút nữa. Jadoo à, bạn cẩn thận nha, trên đó nguy hiểm lắm. Thôi được rồi. Mình đã nói phải cẩn thận rồi mà. Nếu như thấy có dấu cộng và dấu nhân cùng xuất hiện, chúng ta phải làm phép nhân trước. Ví dụ như 6 × 4 + 8 + 5. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ làm phép nhân trước nè. Rồi sau đó thì trừ 5 cộng. Rồi Jadoo, em lại ngủ gật nữa hả? Mau ra cuối lớp quỳ hết tiết cho cô. Chắc là do bạn ấy quá mệt đi mà. Ngày mai là hội trồng hoa làm đẹp cho nhà trường đó nha các em. Kế hoạch của chúng ta sẽ là dọn dẹp sạch sẽ lớp học. Sau đó chúng ta sẽ cùng mang hoa ra bồn cây ngoài sân để trồng. Yeah. Bạn đem hoa gì vậy? Hoa của bạn là gì? Chờ mình gió. Hoa này đẹp quá. Mình cũng không biết tên đâu. Đẹp quá chị. Trời Jadoo, bạn đang làm gì với cây hoa heo đó vậy? Đang giúp cho nó sống lại chứ làm gì nữa. Chuyện lạ nha, Jadoo mà cũng có lúc giật mình vì con sâu. Sao bạn dám làm vậy? Bạn mặc kệ họ đi Jadoo. Nếu hai bạn còn làm vậy nữa mình sẽ mét cô giáo đó. Cho mình xin lỗi, mình sẽ không làm vậy nữa đâu. Hai bạn thiệt là quá đó. Để coi làm sao bắt được mình nha. Mình nhất định sẽ đuổi theo bạn tới cùng luôn. Cho nên khi mình còn bình tĩnh thì mau xuống đây. Có giỏi thì bạn lên đây nè. Trái đất tròn lắm nên kiểu gì chúng ta cũng gặp nhau thôi. Cái này là do bạn cậu đó nha. Ủa? Mày nhất định phải sống thiệt tốt đó, biết chưa? Sao hai bạn ấy lại chạy như vậy hả? Bên đó lại xảy ra chuyện gì vậy? Hai bạn ấy có vẻ hốt hoảng quá. Chúc bạn may mắn nha. Đừng bỏ mình mà. Thiệt là hết nói nổi em mà. Sao suốt ngày em cứ bày chuyện như vậy hả? Sáng ngày mai là lễ hội, bồn hoa của các lớp sẽ được kiểm tra và chấm điểm. Nhưng mà bồn hoa của lớp chúng ta bây giờ phải làm sao? Tụi em xin lỗi cô và các bạn. Hai em về viết 50 lần bản kiểm điểm sáng mai nộp cho cô. Và cô cũng sẽ báo cho phụ huynh các em biết luôn. Cái gì? Còn chị mới đi học được có mấy ngày thôi đó Jadoo à. Nhưng tại sao con cứ gây phiền phức cho mẹ hoài vậy hả con? Giày của con đâu? Tại sao phải mua giày mới? Trả lời mau. Con bị mất giày mà. Mình ơi, anh về rồi. Ủa? Có chuyện gì em cứ từ từ nói với con. Sao cứ phải tức giận như vậy làm gì? Anh tránh ra. Ba xin lỗi con. Ba ơi. Mi sao? Con còn dám tái phạm nữa không hả? Đau quá mẹ ơi. Con không có làm vậy. Không có đâu. Rầy la phạt kiểm điểm cũng làm rồi, mình có nên mời phụ huynh của chơi Jadoo không ta? Bây giờ mình phải làm sao với em ấy đây ta? Thật là khó xử quá. Hả? Chuyện gì vậy? Mình phải đi trồng qua chơi Jadoo ạ. Cô giáo à, đây có phải là học sinh của cô không hả? Dạ đúng vậy. Có chuyện gì không bác? Cũng không có chuyện gì. Chỉ là sáng nay cô bé này tới sớm lắm. Mới 5 giờ mà đã năn nỉ tôi mở cửa cho rồi. Tôi không chịu thì cô bé cứ khóc lóc năn nỉ, nói là phải dọn dẹp lớp học gì đó. Tôi thật sự xin lỗi, làm phiền bác quá. Trời ơi, có gì đâu mà cô giáo phải xin lỗi tôi chứ. Tôi nói với cô là để cô đừng có lo lắng nữa. Mấy cái bàn bị hư đều đã sửa rồi. Còn bé thật là khiến tôi cảm thấy rất là áy náy. Thời này làm gì còn học sinh ngoan như vậy nữa chứ. Ai trên cái lưng tôi. Là cô giáo, thưa con em mới tới. Ủa, Đô Đô nè, cậu đang làm gì vậy? Chắc là em ấy già dữ lắm nên sạn mới trơn đến vậy. 흘러가는 시간 지나가는 오늘 그 시간 속에 우리는 같은 생각 같은 곳을 보고 흘러가는 구름 스쳐가는 바람 그 파란 하늘 아래 우리는 같은 생각 같은 곳을 보내 다 이렇게 같은 마음에 오늘도 서로 바라며 서로 원하네 언제나 너 향한 날 사로운 봄날처럼 샤랄랄라랄라 내 가슴 속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레는 마음 사랑은 다가와 눈가에 비친 모습처럼 내 가슴 속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레는 마음 모두 다 줄 거야.